Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay tiếp tục là một video mới mọi người. Hôm nay hiện tại mình đang ở cái kho mình bỏ hàng. Thì bây giờ thì như mọi khi mình sẽ cuốn bạc nha mọi người, cuốn bạc và bỏ hàng thôi. Thì đối với mua bạc thì lúc nào cũng phải mơ bạc mọi người. Nếu như chở cám thì mỡ bạc, còn chở sắt và chở tôn thì phải rút kèo đó mọi người. Xe mui bạc đó mọi người thì hay là làm kiểu dài này mọi người, nó rất là tiện luôn. Rồi mấy công mình phải leo lên trên lên cột, rút lên nó khỏe, rút lên rồi cột lại vậy thì nó rất là khỏe khi mà mình mở bẩn, không cần phải leo lên trên. Nói chung là nó rút ngắn được thời gian mọi người, rồi nó khỏe nữa, không có mệt. Đây nữa, mình làm hôm trước mình làm tới 4 giây mà nó bị đứt mất 2 giây rồi. Mỗi bên 4 giây. Tiếp tục là cuốn bên tài, nãy mình kéo bên phụ, giờ mình kéo bên tài. Sau khi mà mình cuốn xong á thì mình sẽ lùi vào cái kho đầu tiên này mọi người, đó kho bên đây này. Chỗ này cũng hôm trước mình cũng đã có quay rồi, nhưng mà camera nó mình quay bên một cái góc quay cố định. Chắc hôm nay mình sẽ đổi cam trên đầu á, lùi vào. Có một số anh em có nói với mình là đổi cam và lùi xe để anh em học hỏi cách nhìn của mình như thế nào á. Chắc là mình sẽ đổi cam, mình lùi. Tiếp tục là mình sẽ đi cuốn bạc nóc. Nóc này thì mình sẽ sắp vào trên giữa. Thank you.
đối với một người thì khi mà sắp thì phải đi lên đi xuống nhiều mọi người. Tôi sắp bên này rồi qua bên này. Rồi, thế là xong. Cuốn bạc kia như thế này, xong rồi tí nữa mình sẽ chạy vào trong kho, lùi vào trong kho rồi mình mới bắt đầu là mình mở bẩn nha mọi người. Do là ở này mở bẩn là rớt bao dưới đất luôn, không mở bẩn trước được. Thì sau khi mà mình cuốn bạc xong xuôi rồi mọi người, thì người ở bên kho hàng đã mở cửa kho ra rồi. Bây giờ mình nổ máy, mình lấy hơi, xong rồi mình sẽ lùi vào cái lỗ đó. Đó, cái lỗ đó mọi người. Thì nói chung là cái này nó cũng hơi hẹp, nên chắc là không biết là ra sao, lùi ra sao đây. Giờ là lùi lùi tài, cúp tài thì nó dễ hơn là cúp phụ mọi người. Bây giờ mình sẽ lùi vào thôi. Giờ thì mình để đẩy tài lần nha mọi người, đẩy tài lần. Đẩy hơi bị lố rồi. Nếu mà có người ở đằng sau coi ve thì nó dạng dĩ hơn mọi người. Rồi, ok, thì bây giờ đã lùi vào trong rồi mọi người.
Sau khi mà lùi vào trong thì mình cột bóng ngoài này đợi cho bóc xếp bóc xong thì mình tiếp tục di chuyển đi nha. Clip hôm nay thì mình quay tới đây thôi. Hẹn mọi người những clip tiếp theo nha. Nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.